Dạ vâng, cửa hàng Ngô Công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đức Bút So, huyện Tư Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục lên cho các bác một lô máy cưa xích thoải mái cho các bác sự lựa chọn luôn. Hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu là lô T ạ. Lô T từ T1 đến T11. Hôm nay gồm có là 11 cây các bác nhá. Cửa hàng chúng em hôm nay gồm có đây. Estin 170C, Estin 023, Estin 020 các bác nhá. Đây là dòng Komatsu, Shirawa, Echo Kyurit, hàng trên này là toàn Echo Kyurit các bác nhá. Đấy. Rồi tí nữa thì cả chúng em thì sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Đó, hôm nay thì cả chúng em thì có đánh dấu mã rồi cũng như là tất cả giá tiền hết ở trên này rồi các bác nhá. Đúng không các bác? Đó. Và hệ này trong lô ngày hôm nay thì đa số là cưa gia đình thôi các bác nhá. Đa số là cưa nhỏ nhẹ sử dụng gia đình và có được hai con cưa khai thác tầm trung, không có dòng cưa khai thác chuyên nghiệp cũng như khai thác lớn các bác nhá. Nên các bác vui lòng tham khảo kỹ giúp cửa hàng chúng em. À, cửa hàng chúng em ạ thì không cần cọc các bác nhá. Không cần cọc luôn. Các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em ship tận nhà cho các bác. Các bác chỉ cần mà các bác chốt con nào ấy ạ, hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cả chúng em. Một các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho cả chúng em. Một là các bác chụp ảnh cái màn hình lại, con nào các bác chốt, con nào các bác chụp ảnh màn hình lại để các bác gửi qua cho cả hàng chúng em. Hoặc là các bác nào mà chốt ấy, thì đọc dùm cho em cái mã nhá, cái mã mà em đã đánh dấu trên từng con máy này. Các bác liên hệ cho cả hàng chúng em thì cả hàng chúng em đã sẽ biết ngay con gì. Chứ các bác cứ nói chung chung thì cả hàng chúng em không biết được con gì đâu à. Cả hàng chúng em lên rất là nhiều video nên là không thể biết được các bác muốn lựa chọn con gì. Đó, nên là các bác vui lòng, một là các bác đọc giúp em cái mã, hai là chụp ảnh màn hình lại cửa hàng chúng em biết thì để gửi hàng cho nó đúng máy các bác sự lựa chọn các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống cũng như là giới thiệu từng con một cho các bác xem qua. Dạ vâng, cây đầu tiên trong lô video ngày hôm nay các bác nhá, một cây máy cưa Estin 170C. Con này nòng của nó là 37 ly các bác nhá. Nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình thôi ạ. Sử dụng gia đình các bác nhá, nên là các bác vui lòng tham khảo kỹ giúp cửa hàng chúng em sử dụng gia đình các bác nhá. Đó. Và con này là nó công suất của con này thì nó cũng chỉ nhỏ nhẹ thôi chứ không thể khai thác được đâu các bác nhá. Lam của con này mặt cắt của nó được 35 phân. Mặt cắt được 35 phân. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Xích chung 91 ạ. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác, hệ Estin nguyên zin nguyên bản 170C. Con này thì siêu nổi tiếng rồi. Đó. Dấu là T1 các bác nhá. Đánh dấu là T1, giá con này là 3.400.000. Các bác nào mà ưng ý á, muốn lựa con này á thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cửa hàng chúng em. Các bác đọc giúp em cái mã này, cái mã này em đánh dấu này là cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn chốt con này các bác nhá. Giá con này là 3.400.000, miễn phí ship, không cần cọc các bác nhá. Dạ vâng, kế tiếp là một con Estin nữa. Estin S023 các bác nhá. Con này 023 có tích hợp nửa tay nắm giật to bản này, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Có núm bơm xăng phụ cho các bác. Ốp lam tăng chỉnh xích nhanh. Lam con này mặt cắt của nó là 35 phân. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Con này thì về cho các bác cưa khai thác tầm trung đấy ạ. Khai thác tầm trung các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 40cc, nòng của nó là 42 ly các bác nhá. 42 ly về đủ để cho các bác khai thác nhẹ nhàng, khai thác tầm trung. Đó. Con này thì nếu mà các bác nào mà có kinh phí một tí mà muốn sử dụng về khai thác tầm trung thì các bác liên hệ con này các bác nhá. Con này là cả chúng em đánh dấu là T2 này các bác. Giá con này là 4.200.000 các bác nhá. 4.200.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rốt và một tô vít chỉnh.
miễn phí ship không cần cọc các bác nhá. Có thằng xích đầy đủ nguyên. Còn cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Dạ vâng, kế đến là con T3 các bác nhá. T3 con này là máy cửa Estin 020, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Làm con này mặt cắt của nó là được 40 phân. Mặt cắt được 40 phân ạ. Xích là xài xích chung 91 luôn các bác nhá. Xích chung 91. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu đồng các bác nhá. 3 triệu đồng. Con này thì không có thắng xích nha các bác. Con này thì không có tích hợp thắng xích cho các bác. Còn máy móc thì tình trạng được nguyên zin nguyên bản đó, để cho các bác có thể có sự lựa chọn mà giá cả vừa phải mà lựa một chiếc máy cưa mà chuẩn chuẩn một tí xíu ạ. Con này nòng của nó là 40mm các bác nhá, 40mm Estin 020. Càng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Cũng là hệ cưa khai thác tầm trung các bác nhá. Khai thác tầm trung không có thắng xích. Giá con này là 3 triệu đồng các bác nhá. 3 triệu đồng miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Đó. Dạ vâng, tiếp đến là con T4 các bác nhá. Con này là dòng Komatsu Genowatt đấy ạ. À. Dòng Nhật nội địa các bác nhá. Con này là nòng của nó là nòng đứng cho các bác luôn này. Nòng thì 38 ly. Công suất của con này thì chắc 33-34cc thôi. Rất là nhỏ nhẹ các bác nhá. Để phù hợp cho các bác sử dụng gia đình. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn nha. Tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác. Nòng là nòng đứng. Máy móc tình trạng nguyên zin. Có núm bơm xăng. E gió tự động. Đó. Tình trạng máy móc nguyên zin. Giá con này là 2.300.000 các bác nhá. 2.300.000. Và chúng em xin phép đo cây lam nó là bao nhiêu phân. Dạ, mặt cắt của con này là gần được 35 phân các bác nhá. Cây lam của nó là 35 phân. Thôi, cả chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua. Con này thì rất là nhẹ nhàng luôn. Cân nặng của nó con này em nghĩ là chỉ khoảng gần 4kg thôi. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nữa thì giật là siêu nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Giá 2.300.000 cho một chiếc máy cưa này các bác nhá. Dạ, kế đến là con T5 các bác nhá. Máy cưa Shindawa. Con này là hệ sử dụng gia đình luôn các bác nhá. Sử dụng gia đình, máy móc thì cực kỳ đẹp, chất lượng luôn. Con này thì cũng không có thắng xích các bác nhá. Không có thắng xích ạ. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản. Giá con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.200.000 các bác nhá. Hãng Shindawa thì cực kỳ nổi tiếng rồi các bác. Em nghĩ là khó có thể hãng nào có thể qua được dòng như thế này luôn các bác nha. Con này thì có tích hợp luôn cho các bác là chụp giật trợ lực lò xo cũng như là núm bơm xăng phụ. Cả chúng em xin phép đo cây lam của con này xem mặt cắt của nó là được bao nhiêu. Mặt cắt của con này cây lam là được 30 phân các bác nhá. Xài là xài xích mini, xích nhỏ mini các bác nha. Xích thì siêu đẹp, siêu chất lượng rồi các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản, cây lam xích thì nguyên zin của nó luôn các bác nhá. Giá 2
200.000 cho một chiếc máy cưa T5 các bác nhá. Cửa hàng chúng em vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dạ vâng, kế đến là con T6 các bác nhá. Một chiếc máy cưa Echo Kyrit có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn. Có núm bơm xăng phụ này, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản. Đó, con này mặt cắt lam của nó là mặt cắt của nó là được 35 phân các bác nhá. Xích là cũng xài xích mini luôn, xích chuột mini các bác nhá. Để về cho các bác sử dụng gia đình. Lam xích ạ thì hiện tại trên thị trường giờ đang bán rất là nhiều nên là các bác không cần phải lăn tăn bảo là ấy nữa về sử dụng một thời gian là sợi xích nó hư nó hỏng thì có đồ linh kiện để thay không, thì trên thị trường bán rất là nhiều luôn các bác nhá. Có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác, con này có tích hợp chụp giật trợ lực, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2.300.000. Công suất của con này là con này là công suất của nó là 33cc các bác nhá. 33cc ạ. Cân nặng đầu máy không là 3.1 kg. Cả lam xích vào nữa thì con nghĩ là con này tầm khoảng 4 kg các bác nhá. Ôi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Sự dây giật của con này thì trông cực kỳ đẹp luôn đúng không các bác? Máy này rất ít xài, tình trạng máy thì như mới luôn các bác nhá. Giá 2.300.000 cửa hàng chúng em miễn phí ship. Dạ vâng, qua tiếp là con T7 các bác nhá. T7 ạ, con này là một chiếc máy cưa Echo Kyrit tiếp các bác nhá. Nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình. Con này thì mặt cắt quay lam của con này là 30 phân. Xích là xài xích mini luôn các bác nhá. Xích chuột mini ạ. Máy móc con này thì cực kỳ đẹp. Echo 3400 các bác nhá. Các bác nhìn ạ. Số này 3400. Đó, công suất của con này là 33.4cc. Cân nặng cây đầu máy không là 3.4 kg các bác nhá. Cân nặng đầu máy không là 3.4 kg ạ. Đó, còn làm xích con này thì tầm khoảng hơn 4 kg một tí xíu. Có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn. Núm bơm xăng phụ, máy móc cực kỳ đẹp. Giá con này là 2.100.000 cho một chiếc máy cưa T7 các bác nhá. Vâng, cả hàng chúng em qua tiếp con T8 các bác nhá. Một con máy cưa Echo Kyrit Grand các bác nhá. Grand hàng bãi Đức nguyên bãi Nhật nguyên zin nguyên bản 100%. Con này thì nó cũng nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng gia đình thôi. Lam con này thì mặt cắt của nó là được dạ 35 phân ạ. 35 phân các bác nhá. Máy móc nguyên zin nguyên bản. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.200.000. Cửa hàng chúng em xin phép giật tiết nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Suốt 34cc các bác nhá. 34cc, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản. Tăng chỉnh xích là trên lam này luôn các bác nhá. Lam xích thì nguyên zin theo máy của nó luôn ạ. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Giá 2.200.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dạ vâng, qua con T9 các bác nhá. Một con máy cưa Echo 3000. Con này thì máy cưa nhỏ nhẹ nữa, công suất của con này thì có 30cc thôi các bác nhá. 30cc, công suất của nó là 3.3 kg là đầu máy không, còn nếu mà cả lam xích còn nữa thì con này nó tầm khoảng 4 kg các bác nhá.
rất là nhỏ nhẹ để cho các bác nào mà sử dụng gia đình. Đó, 1.900.000 các bác nhá. Ký hiệu con này là T9 các bác nhá. Có núm bơm xăng phụ cho các bác, máy móc hàng Echo Curit thì siêu chất lượng rồi các bác ơi. Đó. Làm con này mặt cắt của nó là được 30, xích là xài xích nhỏ mini các bác nhá. Xích chuột mini đấy ạ. Là 1.900.000 các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Cam kết cho các bác là máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhá. Dạ vâng, qua con T10 các bác nhá. T10 cũng là một dòng máy cưa Echo Curit, nhưng mà con này á thì công suất nó lớn hơn T9 một tí xíu các bác nhá. Nó lớn hơn T9 một tí xíu, con này là 3.300 các bác nhá. 3.300, còn con T9 là 3.000. Đấy, còn máy móc tình trạng thì y hệt luôn rồi. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.000.000 đồng. 2 triệu đồng ạ. Và chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Vẫn con núm bơm xăng phụ. Xích là xích nhỏ mini, lam là lam 30 phân mặt cắt các bác nhá. Là cái nhớt để bôi trơn lam xích đã bị hết mất rồi, nên là khi mà để nổ gang ti thì xích nó hơi quay một tí xíu các bác nhá. Nên là các bác thông cảm cho cửa hàng chúng em. Khi mà nhớt nhớt đầy đủ thì xích của nó thì không bị chạy đâu ạ. Giá con này là cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu đồng các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dạ rồi, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một chiếc máy cưa giá rẻ T11, giá con này chỉ 1.600.000 các bác nhá. Một chiếc máy cưa cũng thuộc dòng Echo Curit. Đó, rất là giá rẻ luôn. Để cho các bác về sử dụng ít, nói chung là lâu lâu mới cắt và sử dụng chơi chơi thì các bác lựa chọn con này các bác nhá. 1.600.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng em phụ kiện. Các bác nhá. Các bác nào mà ưng ý thì liên hệ cho cả chúng em. T11 giá 1.600.000. Làm con này mặt cắt của nó cũng 30 phân, xài xích mini nhỏ mini các bác nhá. Dòng bãi Nhật. Rồi, kết thúc lô video ngày hôm nay. Các bác nào mà cảm thấy ưng ý con nào rồi ạ, hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cả hàng chúng em ngay để đặt hàng các bác nhá. Đó, số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi. Hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho cả hàng chúng em. Ngoài trời thì bây giờ cũng đang nắng rất là nhiều. Thì cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại ngày hôm nay. Các bác vui lòng tour đi tour kỹ tour lại xem video, cảm thấy ưng ý con nào, phù hợp với con nào cho cửa hàng gia đình mình rồi thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng các bác nhé. Cửa hàng chúng em không cần cọc, không cần cọc ạ. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm, hàng tới nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán các bác nhé. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.